Đây này nhá, Ai nếu chỉ như mà chú chúng ấy, ta nếu như mà chú nhá, nếu như mà chú ấy có tầm khoảng 100 đệ, 50 nam 50 nữ này, nó bây giờ đang ngủ 8 giờ đúng không, dậy 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 6 giờ gọi dậy, tách con khỏi mẹ nhá, tách vợ chồng ra, tách con khỏi mẹ ra, đi làm này, đưa mấy mấy trẻ con vào một chỗ, gọn vào một chỗ, nghe lên cho một con bé vào dọa nghe, rồi ok con bố mẹ cứ nào đây, lao động nhanh, lao động nhanh đi, cứ lương hả, phấn đấu nhá, phấn đấu nhanh. Năm chiều cho về, rồi ok giả lương bọn bọn này hơi nhiều nhỉ, giả lương bọn này hơi nhiều, nợ lại thế đi, bắt đóng bảo hiểm đi. Già có lương hưu nhá, già có lương hưu đóng bảo hiểm 15% nhá, đóng bảo hiểm già anh cho tí lương hưu, anh cho lương hưu đàng hoàng được chưa, lúc đấy mày thoải mái nhá. Lao động tiếp 50 tuổi này, thôi, 50 tuổi già rồi, nghỉ nhá, không phải gì nữa, bận chân bận tay rồi. Cái gì chứ, nhưng mà gì đâu, có mua gì ăn không, rồi phá à, có mua cái gì ăn không, 50 tuổi rồi đấy, xương khớp hỏng rồi, có đến bệnh viện tí không, ờ, có mua gì ăn không, để anh bán cho này. 70 tuổi cái đéo này nó sống lâu thế nhỉ, giờ cứ phải giảm lương nó này, chết covid đâu, covid vào việc khỏe thế thôi à. Đó à, Dạ mày bán chú hộ chú lấy tầm 5 củ bán hay là bắn à, bán cứ về này nhá, anh chị em nào bên nhà hưởng có ý đồ quảng cáo cái gì hợp pháp hay bất hợp pháp, 5 củ vào việc làm một ngày được chưa, nó nhưng mà nếu nếu mà không ra đơn thì làm sao hả chú? Nói chung là chỉ cần không bảo chú là làm cái gì trái luân thường đạo lý và làm cái gì mà ảnh hưởng đến đảng và nhà nước, còn đâu là hợp hay là trái pháp luật chú làm hết. Tức là cái Nhưng mà giá lúc là... này mình đã đang đang gọi là xin nhà tài trợ đúng không chú? không, cái giá này là giá gọi là voucher, chỉ có trong buổi sáng ngày mai thôi, chưa giờ Nhanh tay, nhanh tay. mày đi bán đi, ý là trong lúc này thôi chưa. Thế bây giờ mà có người mà người ta đang comment người ta muốn kết hợp pháp thì là Cứ 5 củ là hợp tác hết. nhưng mà làm trong một ngày được Ngày nào cũng được. Ừ, nhưng mà ý là một ngày đây, ý là hành động anh được nhưng mà nhưng mà mình có cam kết thì cho người ta là phải ra đơn không hay là chỉ cần bán thôi không cần biết ra đơn hay không? Cháu ơi, nếu mà nó chắc chắn là ra đơn ấy thì vai trò người ta là chú chỉ có thế này thôi, dùng chú vào việc gì được thì dùng đi, nhanh lên 5 củ một ngày. Nhưng mà shop người ta ở trong miền Nam mà người ta hỗ trợ chú tiền xăng xe vào cộng thêm 5 củ chú đi không chú? Đi cơ, Trong Cà Mau, shop người ta ở trong Cà Mau mà người ta hỗ trợ chú xăng xe ăn ở cộng thêm 5 triệu cầm về thì chú đi không chú? lúc đi chú không tỉnh thì được, Thế là phải cho chú uống ngủ tôi chở đi ạ. tức là chỉ cần không tỉnh là chú đi thôi, chứ bây giờ tỉnh thì đi ra được cái cháu nhỉ. Mà tỉnh thì mình mới đi được chứ ạ. Nhớ đâu mà mình không tỉnh người ta chở mình đi đi ra sẵn viện sang bên nước ngoài thì sao? Tỉnh thì đi xa nữa đi thôi cháu. Bây giờ nhà cháu ơi, bây giờ nhà mày bảo bên bên đấy là có đơn vị nào cần thuê chú Tiến trong ngày hôm nay, hiện giờ là chú chỉ cần 5 củ thôi, bởi vì nhà chỉ 5 triệu tiền thức ăn cá, chỉ 5 triệu thôi là nữa thôi là chú được thu hoạch cái đàn cá này. À, Bây giờ tức là bây giờ là các nhãn hàng nào mà muốn quảng cáo sản phẩm có voucher hot 10 deal trong ngày hôm nay đấy, 5 củ thôi hỗ trợ bán sản phẩm tất cả loại sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội TikTok quảng bá hình ảnh thương hiệu liên hệ ngay cho chủ tiền 5 triệu. Đòi nợ thuê này, review này, gọi là đứng làm cảnh này, rồi các loại, cứ bảo chú làm gì chú làm đấy. Nhưng
nhưng mà người ta ví dụ như là có một cái đoàn đoàn về về gọi là nhạc cụ âm nhạc thì người ta thiếu chân thổi kèn thì chú đi không thổi kèn á? Vâng. Mày có một chút và trí tuệ, có một chút kinh nghiệm, nhưng mà cứ gặp chú là mày toàn đi vào cái kiểu cái kháy mới đẹp của nó nào rồi. Cái điều ấy nó chỉ là mất đi cái hình ảnh. Vâng, nhưng cháu hỏi thật mà. Người ta khoảng có bao tiền? 2 triệu. Không thật rồi. Không thật rồi. Nhưng mà có mấy tài khoản cơ. Đúng rồi. Này, chú cho mày cổ phần nửa cái đầm ấy. Nhưng mà bây giờ chẳng may thời tiết nó không không thiên thời địa lợi nhân hòa mà bão mưa bão rồi cá tôm chết hết thì sao? Vẫn ở trong ao. Mà nó bị mất giá chứ ạ. Nó vẫn ở trong ao mà cháu, giá cũng thay đổi. Nhưng mà chú có quả loa phan tôm đằng sau đẹp. Loa phan tôm. Cái mà cháu đang nghe nó lại là cái khoản loa 157.000 ở đằng sau. Còn quả là quả mẫu, thấy không? Tức là làm cảnh nữa à? Background. Trời giờ. Cũng là lên mạng, không biết như nào là thật. Bây giờ chú bảo mày thật hay giả thì quan trọng gì đâu. Mình lại cứ đi trong tìm chứ. Mình cứ đi đòi hỏi những cái thứ ở cái không gian mạng ảo này và kỳ vọng nó là sự thật. Nhưng mà xin thưa với cháu rằng đây nhỉ, như này cho cháu dễ hiểu này. Cháu đứng dậy đi. Đứng dậy. Cháu đi một vòng tròn quanh cái điện thoại này. Đâu? Cháu đi vòng một vòng tròn quanh cái điện thoại này. Đấy, cháu sang sang bên kia đi. Cháu lại đi sang bên kia. Cháu để điện thoại đấy, để điện thoại đấy. Rồi. Đấy, cháu đi sang bên trái nào. Đi sang bên trái. Rồi đi sang bên phải. Đi sang bên phải đấy. Rồi, logo dừng lại. Cháu có thấy chú không? Lúc mà đi qua thì không thấy, nhưng mà đi vòng ra sau. À, đi qua thấy, nhưng mà đi vòng thì không thấy được. Hình ảnh của chú là một hình ảnh không đổi. Còn nếu như mà ở ngoài đời... Nó có liên quan gì đến triết học không nhỉ chú nhỉ? À có chứ cháu. Tức là khi mà cháu nhìn một sự vật sự việc trên không gian mạng thì nó chỉ là một cái mặt phẳng nhá, không đổi. Tức là gọi là 2D đúng không chú? Không gian 2D. Chụp X và chụp Y, chụp tung và chụp hoành. Không đổi, chấm hết. Còn khi mà cháu ở ngoài đời cháu nhìn một sự vật sự việc ấy, thì khi cháu có thể nhìn được nó là 6 chiều. Được chưa? Đấy là những cái kiến thức mà chỉ có những người làm nền tảng như chú có thể nói cho hiểu được bản chất của mạng xã hội và người đời thực. Ví dụ người đời thực đi quanh cháu, người sẽ có thể quan sát được hết con người của cháu trước sau trên dưới trái phải. Nhưng ở trên không gian mạng này, cho dù người ta có đi đến đâu chăng nữa thì người ta chỉ nhìn được không gian 2 chiều thôi. Là những gì mà chú cho cháu thấy rồi. Thế là tất cả những cái gì mà chúng ta xem ở trên mạng là đằng sau đó đều có ekip người ta dàn dựng hết hả chú? Không. Nó là chủ đích người ta muốn cho bạn xem thôi. Nhưng
Nhưng mà có khi nào mà có trường hợp mà tức là trên mạng người ta cũng như thế nhưng mà ngoài đời người ta cũng như thế luôn không ạ? Ngực ấy, và lưng nó khác nhau. Con người chúng ta thì không thể nào xem được lưng chúng ta như thế nào cả, nhưng là nhìn được ngực chúng ta như thế nào. Nhưng mà chúng ta chụp ảnh lại cho xem. Ơi. Ta nhìn lưng qua bức ảnh thì chúng ta lại đang nhìn thông qua một sản phẩm thôi chứ không phải là đôi mắt này. Dạ vâng. Chính vì là chúng ta không để nhìn trước và nhìn sau được thì dẫn đến là không ngờ có hiện tượng nhá, là ngoài đời với sau lưng này, trước mặt và sau lưng là một được. Nhưng mà chú ơi, ở nhà chú có bị làm sao không mà kiểu cho chú đội mũ ấy, tức là có hay là mình chỉ đội là thời trang thôi hay là có tăng tương tác? À, cái mũ đấy là nó có cái phép là tăng tương tác hả chú? Nó kiểu như cháu hỏi câu vừa rồi là nó kéo dài câu chuyện một chút đấy nhỉ. Nhưng mà sao cái mũ lại tăng tương tác được nhỉ chú nhỉ? Cả một bức tranh nó là hợp lý, nhưng chỉ cần một cái vết mực nó tạo sự bất hợp lý thì đấy là điểm nhấn của cả bức tranh. Bây giờ cháu nghỉ đây. Cháu định 20 phút nữa. Nhưng mà chú ơi, cái bức tranh gì mà vẽ của cái bà Mona Lisa gì của cái ông Da Vinci đấy, làm gì mà sao cả thế giới người ta lại xôn xao rồi là định giá cái bức tranh nó đắt như thế nhỉ chú nhỉ? Cũng phải là có vết mực nào không nhỉ chú nhỉ? Tất cả những gì chúng ta được biết ấy, nó đều là sản phẩm của truyền thông. Đặc biệt là cái giá trị của cái bức tranh đấy thì nó chỉ nằm ở cái giá trị về mặt truyền thông rồi. Đặc biệt là những sản phẩm có giá trị phi vật thể, giá trị gọi là tinh thần. Khi nói về giá trị của những bức tranh đấy thì cái đẹp của nó đấy, nó là cái đẹp của cái tầng lớp thượng lưu. Mình không thể nào ở tầng lớp đấy thì mình không thể hưởng thụ cái đẹp đấy, và để kéo nó xuống cho tầng lớp trung lưu cũng như tầng lớp khoa học, người ta đều nhìn được cái vẻ đẹp, thì một vài các cái thuyết âm mưu hoặc là một vài các cái nhà vật lý người ta cho rằng là cái bức họa của Leonardo da Vinci, bức họa người đàn bà xa lạ đấy, nó hàm chứa nhiều các cái công thức và nhằm tính chất để huyễn hoặc cái giá trị của sự đa tài và tài năng của Leonardo da Vinci, thì người ta cho rằng ông là một người ngoài hành tinh, và cái bức tranh người đàn bà xa lạ đấy là một thông điệp mà ông để lại cho người trên thế giới, nhân loại. Nó thể hiện qua tỷ lệ vàng của đôi mắt, khuôn mặt, và nó thể hiện qua những cái ký tự đặc biệt mà Leonardo da Vinci đã cố tình hoặc vô ý để lại trên bức họa. Thì nó gọi là có một cái dòng gọi mật mã, là mật mã Da Vinci 31. Ừ, không, 31 khác. Mật mã Da Vinci là một loại mật mã mà trên bức tranh đấy. Tuy nhiên đến giờ tất cả nó chỉ là giả định nhằm đẩy sự tò mò của dân chúng vào bức tranh, và nó là kết quả của một quá trình truyền thông. Không, các nhà cầm quyền. Chú ơi, cháu xin ngắt lời một chút, cháu thắc mắc là những cái tỷ lệ đấy thì đôi khi nó là vô tình nó trở thành tỷ lệ, hay là cái ông họa sĩ đấy là ông ấy cũng tính toán là như vậy rồi ạ? Thực ra thì nó có
có nhiệt độ, nhiệt độ C và nhiệt độ F. Và tất cả những cái giá trị để mà đo lường ấy thì nó đều có cái sự co giãn, và đôi khi nó chỉ là một cái tương đối thôi, nhưng người ta có thể thay đổi đơn vị đo lường, công cụ đo lường để đưa nó vào thành tuyệt đối nha. Chứ còn là duy nhất chỉ có một con số, con số pi là 3,14 và một dài dãy số đằng sau, nó là mặc định của thế giới, đấy là thước đo. Chứ còn cả cái thước của cháu tin là hai cái thước sản xuất ra nó vẫn còn đo còn lệch nhau. Vâng đúng rồi, cái này đúng ạ. Thế chú ơi, những cái định lý của những cái nhà toán học của Ấn Độ, Ai Cập thì nó có là đúng không ạ? Nó là đúng của nhân loại không ạ? Ví dụ như là định lý Pythagore, rồi một số định lý của Archimedes chẳng hạn, lực đẩy Archimedes, công thức của nó thì có đúng không ạ chú? Khi mà mình ra biển này đánh cá, khi mà mình lên rừng săn bắt thú, săn bắt thì có người ta thường biến mất một cách nó không có dấu vết. Đấy là một điều mà khoa học ra đời nhằm để giải thích, để lý giải những cái hiện tượng, sự vật, sự việc mà nhằm hợp pháp hóa nó một cách rõ ràng nhất. Có cơ sở các định lý của Pythagore hay là các thầy các cái công thức toán học nó cũng đều suy từ thiên nhiên mà suy ra, thấy không? Và để nhằm giải thích cho thiên nhiên thôi. Chứ còn bản chất là Pythagore không phải là người tìm ra cái định lý đấy, mà định lý nó có sẵn rồi. Ông ấy chỉ là người phác họa cụ thể là, tức là nhìn thấy nó thôi, chứ còn không phải là người phát minh ra. Cho hình ạ. Ví dụ này, anh Thanh là người tìm ra cái định luật E bằng MC bình, tìm ra. Còn phát minh ra phải là phát minh ra Bohr, nguyên tử. Ví dụ vậy, cá người ta phát minh ra khác, còn cá người ta tìm ra khác. Tìm ra là cá nó có sẵn mẹ rồi. Vâng ạ. Sao hiểu chưa? Còn phát minh nó là cái mà tận dụng cái có sẵn đấy. Nhưng mà chú ơi, thế cái có hay chăng cái việc mà có cái sự gọi là khoa học tâm linh, hay là khoa học và tâm linh nó hai cái phạm chủ khác nhau chú? Tức là thời kỳ đương đại là cái luận điểm về duy vật và duy tâm đến giờ phút này nó cũng chưa có cái sự phân hồi, tức là nó vẫn là mập mờ chứ chưa rõ ràng. Nó rõ ràng trong một cái giới hạn hẹp của nó. Ví dụ khi mà cái định luật 1, định luật 2, định luật 3 Newton nó chỉ ứng dụng và đúng với gọi là ở trong không gian hẹp thôi. Còn khi mà ra ngoài vũ trụ thì định luật nó không còn đúng. Môi trường không trọng lượng thì cái không, cũng là môi trường, nó là Newton đen mà. Tức là khi mà cái hiểu biết của con người nó đến đâu ấy, thì con người đã giải thích đến đấy. Còn suy cho cùng, bây giờ ví dụ này, nếu như ở một khoảng cách, có hiểu không? Dạ vâng. Theo cháu hỏi, trái đất này tròn hay là hình vuông? Cháu chưa được nhìn, nhưng mà cháu thấy là phần lớn mọi người trên thế giới tin trái đất là hình cầu, và một số thuyết âm mưu thì người ta lại tin trái đất là mặt phẳng. Vì sao mặt phẳng hình tròn? Dạ. Vì sao lại là hình cầu? Vì cháu thấy là nhiều người tin như vậy, và một số thông tin đài báo người ta đưa là như vậy, và cháu đi theo số đông. Số đông là thể hiện sự ngu dốt và giai cấp vị trị. Còn số ít thế, cái mà số ít thì có thể được coi là bảo thủ không chú?
hay là người ta có cái nó luận là điểm? Giai cấp thống trị. Sao cháu lại đang ở Hà Nội à? Giữa hai cái đấy thì nó có cái khái niệm về đúng sai không chú? Bây giờ số đông và số ít thì nó có cái khái niệm về đúng sai không ạ? Thực ra như này nhá, 6 rưỡi là lúc mà trước kia vợ chú ấy phải đi xe đến trường để gặp những đứa trẻ không hề quen biết, không hề họ hàng, và giáo dục chúng nó vào lớp, dạy chúng nó. Trong cái đó là con đẻ của vợ chú thì lại ở nhà, và 7 rưỡi nó mới oa oa khóc gọi mẹ đâu. Vậy thì chú hỏi cháu rằng ai là người bắt một người mẹ phải xa đứa trẻ? Cháu nghĩ là người ta chạy theo, tức là cơm áo gạo tiền, vì khi mà rời xa đứa trẻ thì mới có cái gọi là vật trung gian, tức là tiền bạc để mua sắm một cái gì đó về để nuôi dưỡng đứa trẻ như thế. Và đồng tiền bạc ấy nó lại là gì? Lại là phương tiện để thể hiện tình mẫu tử. Vâng ạ. Trong khi là tình mẫu tử nó lại là một cái rất ngắn là gì? Mẹ ở nhà với con. Bây giờ mình cứ ở nhà mình không đi làm thì lấy cái gì ăn hả chú? Ở nhà nuôi con và khai thác từ thiên nhiên nhá. À, thế là tự cung tự cấp rồi. Lâu nó vậy thì tức vậy thì nói như cháu thì nếu như mà không phải là giáo viên thì sẽ là không không là đói cả nhau. Vì sao Không lại ạ, phải nhưng làm mà cái xã tức hội là bây giờ người ta vận hành là có cái đồng tiền đấy, là nó chứng minh cái thì vật trung gian. ok sao không phải là 8 rưỡi đi mà là 6 rưỡi? Thì theo múi giờ sinh hoạt của một khu vực nào đấy, cụ thể là ở châu Á và Việt Nam mình, là người ta sinh hoạt theo cái giờ như vậy. Một ngày sao không làm việc có 4 tiếng thôi mà lại phải là 8 tiếng? Vâng nhỉ, cái ông nào lại nghĩ ra cái đấy nhỉ? Nghĩa là giai Nhưng cấp mà thống cháu nghĩ trị. là làm việc 4 tiếng thì cái này thật ra là cháu nghĩ là do các nhà khoa học người ta đã gọi là tính toán cái về cái gọi là mức độ làm việc, và nó tỷ lệ với cái sức khỏe. Nhưng chúng ta làm việc trên 8 tiếng thì sức khỏe nó có thể bị ảnh hưởng, hoặc là làm việc Nó dưới 8 là tiếng thì cái hiệu suất nó chưa được cao. một tập thể thì người thông minh là người lãnh đạo hay là người ngu dốt là người lãnh đạo? Cháu nghĩ là người thông minh mới lãnh đạo được ạ. Khi mà Hitler nha, nó có bắt người ta lại và nó áp đặt thông tin, áp đặt thông tin, áp đặt thông tin thì nó tạo ra một hiệu ứng được gọi là, nếu như 5 lần cho nó một cái điều sai sự thật thì điều ấy lại trở thành đúng sự thật. Nhưng mà đấy có phải là mình mị dân, mình lừa người ta không ạ? Thì rõ ràng là bản chất là gì? Chúng ta ngu hơn người khác thôi. Con Tại chúng này ta ngu hơn người khác. thì bây giờ chúng ta đang bị chỉ đạo rồi. Bây này nhá, Ai nếu chỉ như mà đạo chú chúng này, ta? nếu như mà chú nhá, nếu như mà chú này có tầm khoảng 100 đệ, 50 nam 50 nữ này, nó bây giờ đang ngủ 8 giờ đúng không? Dậy 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 6 giờ gọi dậy, tách con khỏi mẹ nhá, tách vợ chồng ra, tách con khỏi mẹ ra, đi làm này, đưa mấy trẻ con vào một chỗ, gọn một chỗ, nghe lên, nào cho một con bé vào dọa, nghe, rồi ok, còn mấy bố mẹ cứ nào đây, nào động nhà, nào động nhanh lên, lương ấy, hả, phấn đấu nhá, phấn đấu nhanh, 5 giờ chiều cho về, rồi ok, giả lương bọn này hơi nhiều nhỉ, giả lương bọn này hơi nhiều, nợ lại thế đi, bắt đóng bảo hiểm đi, già có lương hưu nhá, già có lương hưu, đóng bảo hiểm 15% nhá, đóng bảo hiểm già anh cho tí lương hưu, anh cho lương hưu đàng hoàng được chưa, lúc đấy mày thoải mái nhá. Lao động tiếp Nhưng mà chú ơi, cháu hỏi thật là cái 50 tuổi, mà đấy nó 50 chỉ tuổi, là cái hứa hẹn. Hứa hẹn 50 tuổi, 50 tuổi này. Thôi thôi thôi, 50 tuổi thì ra rồi, nghỉ nhá. Không 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 phải gì đó, bận chân bận tay rồi. Là cái gì chứ nhưng mà gì đâu. Có mua gì ăn giỏi không? phá. À, có mua cái gì ăn không? 50 tuổi rồi. Đấy xương khớp hỏng rồi, có đến bệnh viện tí không? À, có mua gì ăn không? Ừ, để anh bán cho này. 70 tuổi.
À, cái điện thoại nó sống lâu thế nhỉ? Giờ cứ phải giảm lương nữa này. Chết. Covid đâu? Covid vào việc. Qué. Thế thôi. À. Tức là thì ra là theo cái luận điểm của chú là Covid là được tạo ra để giải quyết cái vấn đề về gánh nặng xã hội. Gánh nặng xã hội. Bởi vì toàn người già chứ. Tiếp theo chú, ai là người tạo ra cái giải pháp thực tế ạ? Một quốc gia nào hay là một tổ chức nào ạ? Hít nghe này. Với nói chung là nó nhiều lắm. Có mấy anh em đợt đấy chú ở đấy, chú nhớ đấy mà. Là hít nghe có không? Ở trong phòng thí nghiệm luôn hả chú? Không. Tức là nhà nhá. Bản thân ấy bây giờ này, nó có mộ của Tần Thủy Hoàng này, mộ của các tư hãn chưa tìm thấy này, mộ của các loại ông nào họ bà trai, nhưng mộ của Hitler mà tìm thấy nó lại không phải vấn đề là tìm, nó chả giải quyết được vấn đề gì. Và dưới cái phần mộ đấy nó ra Hitler vẫn sống, nhưng mà cái ông đấy ở thế kỷ 18, 19 làm sao bao giờ sống được ạ? Cháu hiểu này. Nếu như mà bây giờ mình có 100 thằng lính, 100 quân vậy, cháu hiểu chưa? Thì mình bắt chúng nó hoạt động, tăng giờ lên này, các thể loại lợ lương rồi, sau rồi giả bằng hưu luôn của mình cho Covid này nhá. Thì chú hỏi cháu một câu này, cháu bây giờ có nhiều cách không? Có. Nhiều không? Nhiều ạ. Có nhiều cách. Thế thì để làm sống một con người, rõ ràng là gì? Lỗ sự cân bằng giữa đúng và sai, lỗ sự cân bằng giữa đen và trắng. Trái đất này nó vận hành là gì? Sự cân bằng. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh ra nhân gian. Đúng không? Nó có thể sinh người thì nó có thể là cứu được người. Nhưng mà theo chú thì cháu nghĩ cái luận điểm này nó chưa đúng. Vì ví dụ như là cái việc mà sinh lão bệnh tử, ví dụ như là cái con người ở một cái độ tuổi nào đấy của loài người thì sẽ mất đi, thì làm sao mà có thể cứu được nhỉ? Hay là người ta, nhân loại người ta chưa nghĩ ra? Khi mà nhá, khi mà chú là chủ của 100 con người đấy nhá, chú bất tử thì chú tìm cách bất tử rồi nhá. Chú ấy nói cho mày nhá, bảo dạy học sinh à, dạy biết trẻ con à. Ở nhân chi sơ mà tính bàn thiện theo học thuyết của Đắc Uyên thì con người được tiến hóa từ động vật này đến động vật kia và trở thành là động vật cao cấp, đến đấy là con người. Và con người luôn luôn là gì, là sinh nào bệnh tử, không có gì phải buồn đau cả. Để cho bọn đấy nó ngu dần, ngu nó như mày nghĩ ấy. Những cái gì cháu biết đều là được người ta đưa vào đầu. Nhưng mà cháu thấy là cái điều đấy nó là tốt mà. Nhưng nó không có cái luận điểm nào để chứng minh là đúng sai. Thôi không? Ai bảo cháu là sinh não bệnh tử? Thì cháu chứng kiến như vậy à? Bây giờ cháu chứng kiến là ai sinh ra rồi cũng sẽ mất đi, kiểu là trở về với cát bụi ấy chứ. Bị giết. Không. Nhưng mà cháu chứng kiến người ta không bị, mà người ta kiểu vô tình đến cái độ tuổi nào đấy, hoặc là mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo nào đấy, thì người ta... Chú nói cháu nghe này, dân tộc Việt Nam chúng ta có ai chết đuối không? Ví dụ như là cháu thấy là cái thời điểm ở đài báo người ta đưa tin là nạn đói năm 1945, 2 triệu người. Bây giờ có ai chết đuối không? À không ạ. Chết vì độc. Không, cháu thấy cả nước ngoài thì người ta đến cái tầm tuổi đấy, tức là nó sẽ có một cái độ tuổi nhất định của một cái sự vật sự việc nào đấy. Ví dụ như là một cái giống cây này này, là nó cũng có thể sống được đến bao nhiêu năm đấy, là nó mắc bệnh, mắc khung. Hoặc là có một loại động vật như con chó, không con chó nào mà sống được đến 100 tuổi, nó có cái độ tuổi giới hạn của nó. Hoặc là cái mức độ chịu cái nhiệt độ của con người cũng thế. Ví dụ như con người với một số con vật mà ở trong lòng đất, cái nhiệt độ mà nó có thể chịu đựng được nó khác nhau rồi. Cháu phải hiểu này nhá, thuốc lá này, rượu bia này,
là những chất ai cũng biết là nó có hại, đúng không? Nhưng ai cũng muốn dùng. Không, cháu không muốn dùng. Nếu như trong cuộc sống này, ngày mai tôi mà tôi chưa được hút thuốc lá, có làm điếu không? Không. Đằng nào mà thử thử xem nhá. Không, cháu không đâu. Những cái thứ ấy, như là thuốc lá, rượu bia và những chất nó tác hại đến cơ thể của người ta là cơ thể sinh học. Nhưng nó lại là gì? Lại là một liều thuốc cho cái cơ thể tinh thần. Không, cháu nghĩ đấy nó chỉ là cái bao biện của những người mà người ta lạm dụng cái điều đấy thôi. Và cháu hiểu rồi, đúng không? Thế cháu đi tập tạ đi, tập tạ là tốt luôn. Thế cháu đau cơ một tí cháu đã nghỉ ngay. Cháu phải hủy cái tinh thần đi, quên quên cái đau đi, tiếp tục tập đi. Thế thì nó lại mắc như kiểu là bị quá tải. Nói chung là nó phải điều độ. Cháu ơi, dạ. Tiếp tục tập. Cháu biết mà, vì kiểu trong cơ thể mình nó phản ứng, nhưng mà mình mệt quá thì nó sẽ đau đầu hoặc mắt. Mai tập tiếp. Sao không đi tập tạ đi? Sao cả thế giới này ai đi tập tạ? Tập tạ tốt sao? Sao không phải ai? Sao người ta không làm? Có người không, là sự cân bằng. Như là cháu thấy là cái tập tạ tập gym thì nó sẽ có ích cho những người mà làm về truyền thông hoặc là làm người mẫu thì người ta cần thân hình đẹp. Chứ những người mà người ta làm văn phòng thì không cần thiết. Tập tạ thể thao là tốt cho sức khỏe đúng không? Đúng không? Điều là rất tốt. Có thể coi là như vậy. Sao cháu không làm đi? Nên nhẹo chuyển văn sang tập tạ đi. Nghe nhá. Có những thứ ấy, nó là gì? Cháu được giáo dục rằng nó hại cho cơ thể sinh học, nhưng thực tế nó tốt cho tinh thần. Có những thứ nó tốt cho cơ thể sinh học thực sự như vậy, nhưng nó lại là hại cho tinh thần. Đơn giản nhất này, acid có nên uống không? Không ạ. Cháu uống nước mưa vào chưa? Cháu từng uống rồi ạ. Nước mưa từ đâu ra? Nước mưa từ trên trời, nó là do sự ngưng tụ của nước bốc hơi lên. Nước từ đâu bốc hơi lên? Nước từ dưới mặt đất này. Đấy. Thì nó qua cái gọi là nhiệt độ thì nó sẽ chênh lệch nhiệt độ. Thế là người ta không nhá. Vấn đề là ai là người không uống nước mưa? Thì người ấy là bất tử. Rõ ràng là chúng ta được ai cũng biết là nước mưa là có acid đúng không? Vâng. Sao lại cứ uống? Sao ai cũng uống? Không, nhưng mà nó có những cái nồng độ khác nhau, ví như là trong chanh nó có acid. Nó có acid, những acid kiểu đậm đặc cái gì, cái đấy nó liên quan đến hóa học, chú biết thì cháu không biết, nhưng mà cháu thấy là nó có nhiều cái nồng độ, độ loãng rồi các thứ. À, bỏ cháu cũng được đấy. Cái này là do những khoa học người ta thí nghiệm, bằng chứng là người ta thí nghiệm và mình biết được bằng hình ảnh. Dạ. Rồi chú có 100 thằng đệ dân nhá, chú sẽ phải là nhồi nhét cho nó cuốn cái thứ đấy. Tất cả những gì cháu biết nhá, đều là do người ta viết lên đầu cháu vậy thôi. Nhá. Thế bây giờ chú thử đi ngược lại, chú thử uống lọ acid HCL ấy chú. Không, chú lại không ngờ uống acid chứ. Thế thì người ta biết là acid là có hại thì người ta mới không uống, người ta cũng như chú. Cháu phải hiểu nghe này. Tổng 50 năm thôi. Người ta có thể dẫn đến là thụ tinh nhân tạo qua mạng xã hội. Không, cháu nghĩ điều đấy không xảy ra đâu. Bây giờ này, dân số của Việt Nam ấy, người ta tính theo là gì? Là số thuê bao, khai thác tần số viễn thông. Bây giờ nhá, mua hàng trên mạng, ăn trên mạng, giao dịch tiền trên mạng. Và cháu tin là có thể làm tình qua mạng được thôi, làm tình qua mạng được. Thì cháu hiểu như này, con người ta ấy, bây giờ nhá, đang là tồn tại dạng sinh học. Nhưng mà cái dạng sinh học này, cháu thấy không? Có những con người như là cháu này, học những idol, nó chỉ ăn xong nó ngồi một chỗ ghế, là chỉ suốt ngày, suốt đêm. Nó sẽ teo về mặt cơ học, teo hết lại cơ học. Dần dần nhá,
là cái con người sinh học này nó tiến hóa đấy, là nó không cần người sinh học nữa, và con người ta sẽ tồn tại ở dạng hình ảnh, hình ảnh được lưu trong đám mây. Sao giờ lúc ấy con người ta chỉ tồn tại ở dạng hình ảnh thôi và dạng sống ấy. Thực ra bây giờ con người đang bước đến một giai đoạn là gì? Tiến hóa. Ngày xưa chúng mày có lông, giờ chúng mày dụng lông. Bây giờ khi mà gì, khi mà loài người nó phát triển đến cái tầng thứ ba, là cái tầng mà gì, mà trí tuệ nó giúp được cho là tất cả các cái sinh vật, các cái sắt thép này kia, nó tạo được cho giải, nó giải quyết được vấn đề lao động bằng chân tay cơ bắp nhá, robot máy móc. Thì lúc đấy là con người cần chân tay làm gì đâu, phải không? Không, cháu nghĩ là nó chỉ dừng lại ở một mức độ nào đấy thôi. Ví dụ như bây giờ đi, nhân loại trước đây người ta phát minh ra cái bánh xe nó hình tròn, nhưng sau này làm sao mà có thể là chuyển đổi thành hình vuông mà nó đi được? Sau này người ta không cần, bởi bản chất này gốc chúng ta được sinh ra từ sống. Chúng mày cứ nghĩ là tao nói nó sai đi, nhưng mà thật nhá, tao hỏi chúng mày này, vì sao chúng mày phải ra đường từ lúc 6:30? Vì sao phải bỏ chồng bỏ con bỏ bố bỏ mẹ nao ra đường đi làm? Sao 9 giờ không đi làm? Sao chúng mày không đi làm muộn tí đi đường? À không, mà 9 giờ đi làm rồi là 3 giờ chiều về được ở thân người thân. Cháu nghĩ là nó đều có những cái chia nhỏ từng bộ phận tổ chức trong xã hội. Ví dụ như là có những người, người ta có những công việc nó vẫn ra làm từ lúc 9 giờ được. Chú này. Mẹ chú ấy có một tập bằng khen. Nhưng từ lúc chú 1 tuổi đến lúc chú 6 tuổi, cuộc sống của chú là gì? Là quanh một cái lơm, chú biết cái lơm. Cháu biết ạ, cái như kiểu cái nôi của trẻ con đấy. Cái lơm bắt cá đấy. À vâng ạ. Nó đan bằng tre chứ các thứ. Đúng rồi, mẹ chú rốt chú trong cái lơm ấy. Và bà nội chú mắt nòa trông chú ở đấy. Nó có phải đến là giống rồi, cái nồng gà trọi đúng không chú? Đúng. Đấy, đến buổi trưa mẹ chú đi dạy về. Nha. Nếu giải thích đổi toàn đổi chủ đề, tao giải thích và thằng hưởng nó hiểu, và chúng mày không hiểu được cái cách nói chuyện kiểu như là trí tuệ thì tôi đừng bình luận, nó nhàm lắm. Thế thì chú hỏi cho một điều, ai làm điều đấy đối với con người? Cái thằng Joy Crow Việt Nam cái trí tuệ gì vậy? Thế bây giờ tao hỏi mày này, là 1+1=10, mày là 1+1=2 đúng không? Bởi vì học vấn của mày chỉ tin tầm đấy thôi. Còn tao 1+1=10 thì làm sao? Tức mày làm sao mà hiểu được mày? Cái tỏi của mày là vì sao đi làm lao động từ 6:30 mà không phải là 9 giờ? À, chúng mày có thực sự cần số lượng tiền chúng mày làm ra vậy không? À, chúng mày có thực sự cần, chúng mày có thực sự tiêu hết số tiền chúng mày làm ra không? Mà trong đó chúng mày kiếm tiền để làm gì? Chúng mày để kiếm tiền để thể hiện tình cảm giữ người thân trong gia đình. Chúng mày kiếm tiền để thể hiện là gì? Là sự đoàn kết gắn bó. Con người ta sinh ra này sống với nhau và sống với thiên nhiên, cháu hiểu chưa? Vâng. Nhưng mà cháu nghĩ là cái việc mà người ta đi làm mà người ta không tiêu hết cái số tiền mà người ta làm ra trong đấy, thì tức là người ta có những cái tính toán sâu xa, ví dụ có thể là hôm sau ốm đau, hoặc là người ta có những cái sự chuẩn bị dự phòng, phương án B, phương án C, D gì đấy. Một con người luôn luôn sử dụng hết nhỏ hơn số tiền con người làm ra. Đấy là lý do vì sao xã hội này nó phát triển. Chắc không? Đúng không? Nhưng này, người giàu có và được tôn trọng ở xã hội này lại là chính là những con người làm chậm xã hội phát triển. Ôi, nhưng sao lại thế ạ? Ai giàu? Người ta dạ. Ai giàu? Như cháu thấy là trên thống kê của một số, duy nhất của Bill Gates là người phát minh ra, thì đấy được gọi là làm tăng sự phát triển. Còn bọn còn lại này, bất động sản này, với bọn này bọn kia nhá, ui giời, nó toàn làm chậm phát triển. Tham quan, nó rất là nỗ lực,
lỗ làm tăng phát triển, chỉ có những thằng dân là làm tăng sự phát triển. Thì cháu nghĩ đấy đó là cái sự cân bằng của xã hội, tức là có người thì người ta làm chậm nhưng cũng có người thì người ta lại thúc đẩy cái sự phát triển đi, thì nó là sự cân bằng. Tức là 10 thằng làm một thằng tiêu đúng không? Có thể là như vậy. Covid nó sát hại con người có sự chọn lọc, những người già mất sức lao động. Cháu hiểu này, trẻ em càng trẻ, càng tuổi của con người càng thấp thì Covid lại càng không thể làm hại. Cháu có tin không, khi mà loài người nó đạt đến cái sự lệch về mặt giới tính, nó sẽ xảy ra một loại Covid ấy, là gì, là chỉ chết được không chết cả, nếu như được nhiều cả. Dạ. Nhưng mà cháu thắc mắc là ai là người đưa ra những cái vấn đề đấy, những cái giải pháp như thế mà để người ta nhận lại được cái lợi ích gì? Ví dụ như là có phải là người ta tạo ra vấn đề rồi người ta đưa ra cái phương pháp giải quyết, như là người ta tạo ra loại vaccine để bán để kiếm lời không ạ? Xã hội chủ nghĩa và tư bản chúng phải pha nhau một trận rõ ràng hay sao? Pha một trận rõ ràng kịch kinh điện sao? Nhưng không bao giờ pha nhau một trận rõ ràng, vì có tồn tại xã hội chủ nghĩa là mối đe dọa cho tư bản, thì nhà nước của tư bản mới có lý do để còn hoạt động, quân đội của tư bản mới có lý do để còn tồn tại, và ngược lại. Cháu hiểu. Thế theo chú thì hai cái phe này thì phe nào sẽ mạnh hơn ạ? Và ừ, kiểu nào? Bởi vì sự tồn tại mối quan hệ của hai phe là mối quan hệ cộng sinh, mối quan hệ của hai phe phải tồn tại thì mới chứng minh giá trị còn lại. Nếu như ra cắt lượng mà bị, thì tư bản trở thành một thằng ngố đầu đất. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì không có những người khôn thì không thể nào phân biệt được đâu là người ngố, đâu là người khôn. Tức là cho phép cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển. Nó gọi là gì? Nó gọi là đấu tranh sinh tồn. Hay nó khác là gì? Là thanh lọc. Chứ còn cháu không biết đâu, là người dần dần ấy nó sẽ tiến hóa ra thành là sống. Ví dụ này, ngày xưa con người nhá, tay to lắm như kinh công, dần dần con người nó teo lại to lại, và vì như là lại cái thời người thời tiền sử như có cả chút đuôi. Cái diện tích tiếp xúc của các tế bào thần kinh của não bộ của người tiền sử nó lại là bé hơn rất nhiều so với người hiện đại, nhưng tay chân của người tiền sử cơ bắp nó lại lớn hơn rất nhiều so với người hiện đại. Thế não của người tiền sử với não của người hiện tại bây giờ thì cái nào to hơn? Não của người tiền sử về mặt kích thước thì là to hơn, nhưng lớp nhăn của nó lại không bằng người đấy. Mà trí tuệ của một con người nó dựa vào là sự tiếp xúc của lớp thần kinh với bề mặt loãn não, hay nó gọi là nước trong não ấy, chứ nó không phải là gì là cứ to lặng ăn tiền đâu. Nó phải quan trọng là mỏng và độ tiếp xúc là dày mới là giải quyết vấn đề, hiểu chưa? Chứ còn nếu này, nói thật này, tôi hỏi các bạn này, sao không 9-10 giờ đi làm như vậy? Thực ra chúng ta chỉ tiêu hết khoảng, ngày xưa chúng không học hết ba đại học bởi vì nhà này, sao chúng lại phải đi thi nhỉ? Tự mình thấy là mình làm được bài này được rồi, làm sao lại phải chứng minh người khác? Quê là mẹ, hiểu chưa? Mình sống với chính mình. Nhưng mà cháu thấy cái điều đấy nó là điều tốt, mà sao chú lại nghĩ nó là hình tích cực, tiêu cực như vậy? Cháu này, chúng ta ấy, là một vị bác sĩ của chính cơ thể chúng ta giỏi nhất. Chúng ta là thầy giáo công tâm và nghiêm minh nhất đối với chính cái năng lực chúng ta. Và chúng ta là một quan tòa chuẩn xác nhất đối với hành vi của chúng ta, đó là lương tâm. Tòa án lương tâm. Nó không có sự, trong tòa nó không có sự là ai nấy, mà trong cơ thể chúng ta có cái được gọi là ai nấy. Con này, tất cả những gì cháu được học ấy, nó chỉ là cơ sở, là cơ sở để rồi đưa ra cái quyết định cuối cùng, nó lại là
tinh thần. Nhưng mà chú ơi, thế cái ông nào mà lại sáng tác ra cái là đo về EQ, IQ của một con người, và dựa trên cái cơ sở nào mà người ta có thể đo được những cái điều đấy nhỉ? Hay là nó tất cả nó chỉ là đúng trong một cái góc độ, hoặc là như chú nói là có 100 người đồ đệ của chú ấy, chú nhồi nhét vào đầu nó. Tất cả các cuộc thi sinh ra để gì cháu biết không? Cháu nghĩ là để gọi là các cuộc thi sinh ra là để gọi là để phân công một cách công bằng và có sự gian lận. Tức là cho cuộc phép gian lận ạ? Cuộc thi sinh ra là để phân công một cách công bằng nhưng có sự gian lận. Ý quý cũng vậy. Gian lận ở điểm nào hả chú? Ở chỗ biết trước đề hay là không? Nhưng mà ví dụ như là cháu thấy là thi đại học thì cái về bảo mật, về an ninh, về gọi là đề bài thì rất là rõ ràng rồi, nhưng mà cái đề bài ở đây nó không phải là đề bài như cháu nghĩ. Đề bài ở đây như này, có những thằng đẻ ra phát chứ, thằng này con ông chó cha này, dí cho nó cái đam mê là gì, cấy cho nó một cái ADN là cái mã gen là thích vẽ, để sau này nó thi vào cái trường vẽ nó đỗ luôn, sao hiểu không? Đấy, cái sở thích của người ấy là chính là gì? Chính là cái được gọi là biết trước đề, sự phân công nha. Nhưng mà cháu thấy vẫn có những cái trường hợp nó cũng là số đông, là có cái sự vươn lên bằng thực lực chứ không phải là một cái yếu tố bên ngoài nào. Đấy là những trường hợp gọi là rời đề. Cháu hiểu không? Lấy gì ạ? Cái này là rời đề. Chứ con nghe này, cháu hiểu này. Mày đã rốt rồi nhá, rốt rồi thì cứ cho rằng là mày được anh Tăng với Newton sống dậy để đào tạo cũng không thể rồi. Nói thật, con ta nó đã giỏi nhá, thì cả nó mù chữ ấy, nhưng nó vẫn cứ giỏi ở lĩnh vực của nó, liên quan trí tuệ. Bây giờ chú hỏi mày này, quả tim của mày đập được bao lâu? Tức là đập được khoảng thời gian bao lâu, hay là bao nhiêu lần trên một phút ạ? Bao nhiêu nhịp? Cháu nhớ không nhầm, lúc mà cháu tự đo bằng tay thì chắc là 90, à đâu, 8 mấy trên 102 lần một phút. Với cơ thể thằng này này, với cái đối tượng này được rồi, cho nó 60 năm nhân với 90 lần. Tức là tao cài đặt cái quả tim của mày, tao cài đặt luôn là đi đập gọi là 17.861 vạn phát. Sau đó là toàn. Đấy là tuổi thọ của mày. Là đai luôn hả chú? Đai luôn. Nhưng mà ai là người cài đặt cái phần mềm đấy cho mình? Tạo hóa hay là ông trời hay là ai? Cái vấn đề đấy là do lượng tiền có bao nhiêu? Không, nhưng mà cháu nghĩ là đôi khi mình có tiền, đến một khoảng thời gian nào đấy mình muốn cài cũng không cài được. Mày có tin là sắp sửa là có tim nhân tạo? Cháu có, nhưng mà cái tim nó lại liên quan đến cái não, rồi là đến một số cái gọi là mạch máu, cũng như là cái độ trẻ hóa của cái thế giới chúng ta đang sống này. Nó tồn tại thế giới song song song, và chú với cháu đang vật lộn ở đây chỉ là để gì? Là để tạo ra rằng sinh năm 88, nhưng sinh năm 88 mã số là 88 rồi, thì thằng nào quả tim của thằng nào sẽ là tốt nhất ở độ tuổi 20, sau đó là sẽ cấy ghép cái quả tim đấy cho cái người ở thế giới bên kia song song với mình ấy. Bọn thế tức là mình cấy cho người kia thì mình phải chấp nhận hy sinh ấy. Cái bọn sớm ấy nó là gì? Nó chỉ là cái bọn là nhất cái nội tạng, thằng nào bị tim thì cũng nghĩa là thận nó khỏe. Ví dụ này, cháu bị mù ấy, thì tai nó rất thính, đúng không? À, kiểu nó là kiểu bù trừ hả chú?
không phải là voucher, mà khi mà cháu bị mù rồi thì nó sẽ là tai giao thính, thì nó sẽ lấy cái tai của cháu để lắp cho cái bọn ở thế giới bên kia song song ấy với mình ấy, chứ còn chúng ta đang sống ở đây chỉ là một cái lông trại để mà nuôi dưỡng các cái dụng cụ thiết bị thay đổi thôi, hiểu chưa? Đó. Thế thì tất cả con người ở trên thế giới này đều là chuột bạch hết rồi đúng không? Thế cháu nghĩ là cái gì? Thế nên là con người mới tính cái chuyện là đi ra khỏi thế giới. Không, cháu nghĩ là ở thế giới là người ta thỏa mãn cái sự tò mò của nhân loại, cũng như là khẳng định cái tên tuổi của một cơ quan tổ chức nào đấy. Người ta muốn là người đứng đầu, người ta muốn là người có một cái phát minh khác biệt so với người ta. Nó đi ra rồi, nó về nó mới kể lại với cháu như vậy đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế chú bảo mày một câu này. Bây giờ mày quay được cái cảnh nha. Chú cầm súng, chú bắn người khác đúng không? Đấy là bằng chứng không? Có. Thế thì tất cả những cái bộ phim kia này, thế thì sao không bắt bọn nó đi tù nhỉ? Nhưng mà người ta có cái kỹ xảo điện ảnh. Và cái người mà bị bắn ở trong cái bộ phim vẫn còn sống. Tao nhìn thấy nhá. Thằng này cầm súng bắn thằng kia ngã xuống. Nhưng mà hôm sau vẫn gặp ông ý ở ngoài đường lành lặn. Vâng. Ông ấy được chuyển sang một cái thế giới song song khác. Bởi vì nghe này, như Việt Nam mình nhá. Rồi. Nhưng mà mình còn nghi người Việt mình là người tinh khôn. Người Việt bình thường nhá. 3 năm sau phải đào lên xem là có chắc là chết thật hay không. Bởi vì có nhiều vụ nó giả vào chứ. Nên người ta gọi là sang cát cho nó oai, không phải. Con cháu sợ các cụ trốn nợ. Em hiểu chưa? Sợ các cụ trốn đi đâu. Xong các cụ giả vào cho các cụ nặng. Rồi trốn nó từ 3 năm sau móc lên là trời. Không, cháu nghĩ đấy đó là cái phong tục tập quán của từ thời xa xưa của... Không có con cái nào tin bố mẹ đâu cháu ạ. Đến sắp chết rồi cứ về vần tay hỏi thế tiền để ở đâu. Bỏ hết rồi không tin. Thôi tao đây rồi nhá, 3 năm sau nhá. Còn phải đào lên xem chắc được không. Thật đấy. Nói lại bộ đùa. Không, nhưng bây giờ cháu thấy là người mình cũng hiện đại hơn rồi. Người ta cũng cập nhật hơn, là bây giờ cũng rất là nhiều hộ gia đình rồi, cũng như là nhiều người người ta tự nguyện đi thiêu. Thiêu ư? Con người ta thoát khỏi thế giới này nó có hai cách. Một, bay lên trên. Hai, chui xuống dưới. Thiêu, mày nghĩ là người ta thiêu không hả? Bởi vì nghe này, chúng ta phải nghe này mày dễ hiểu nhé. Cơ thể tao mày đang sống, nó như một cái này, điện thoại. Và tinh thần cũng như trí tuệ của con người ta là cái sim. Cái sim, cái điện cơ thể của người ta là khi điện thoại này vỡ, không dùng nữa. Nhưng cái sim vẫn còn, đấy là trí tuệ, tinh thần, nhá. Tức là nó tồn tại ở dạng sóng. Đấy, khi cái sim này đốt nó đi, đốt cái sim đi, nhưng cái số thuê bao đấy vẫn còn, chỉ là hiện không liên lạc được, chứ còn không phải là đã. Sao hiểu chưa? Thì con người ta nó tồn tại ở dạng sóng đấy, nhá. Chứ còn không phải là các ông cứ nghĩ rằng là câu chuyện là